ta cũng muốn thử các ngươi nhạy bén đến cỡ nào, cái người khú giác của ngươi lanh lợi nở rộng như thế nào. Khú giác mà nở rộng này là các cơ, các gì đó, lỗ mũi, cái cơ miệng. Giận là khú giác hả? Khú giác đó hả? Vị giác, tôi quên. Tỉ hiệu đớn quá ha. Sĩ Thanh, Mạc Văn Khoa, Mạc Văn Khoa, Cát Tường, Bảo Lâm, Lan Trinh, tôi, Cát Tường,